Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Anh ơi, anh em chơi lớn luôn. Ê, em mua nguyên bộ lông heo luôn anh. Ồ, cái này. Cái này là cái cuốn họng á. Với gan, với ruột non, với cái bao tử. Ôi, nhìn đã không? Bữa nay cung on chơi nguyên một bộ luôn, mà bữa nay làm món gì cung on? Bữa nay là mình thử nấu hủ tiếu lòng heo đãi cho ông anh ăn nha cả nhà. Bữa nay cung on tảo tài nấu nha cả nhà. Với bình này cũng có mới xương nè. Cái này lát cái em hầm á, lấy cái nước ngọt á. Cái này xương ống không? Dạ, xương ống có tỉ nữa, trời ngon lắm. Bữa nay cũng có được mớ rau á. Cái này để lát mình ăn kèm. Với có mấy cái củ này đang mình lát mình gọt vô, mình cho vô cái nồi nó trong á. Dạ. Còn cái bao tử này á là hồi mưa này á là em nấu cái nước sôi á, cái em trụng sơ nó, rồi cái cạo mấy cái nhớt ở trong nó cho nó sạch á, vậy nó mới sạch được. Với chà muối nhiều lắm. Đó, với cái xong cái lấy mấy cái này nè, rửa với rượu á để cho nó không có bị hôi. Còn cái nữa. Cái gì anh? Này, trời ơi. Này hủ tiếu là không có tiếu này nha. Cái này là mình có ngâm củ cải trắng, củ cải đỏ, cắt hột lựu nè, ngâm rồi ăn chung ngon lắm. Ở dưới quê anh em mình thường á là ăn hủ tiếu phải có cái củ cải trắng, củ cải đỏ là ăn chung nó ngon á. Dạ. Bây giờ em gọt mớ gừng này, cái lát cái mình luộc lòng á. Luộc sơ cho nó không có bị hôi. Cho nó luộc sơ cái á. Món này bữa nay hấp dẫn lắm đó. Hấp dẫn hả? Ồ, bữa nay cô Mon chơi lớn nha. Chơi nguyên bộ luôn. Lâu lâu em mới nấu, mà nấu lần ăn cho đã vậy đó. Nấu nguyên nồi bự luôn. Bữa nay nấu được không anh? Em cũng không biết nữa. Được, trời ơi, em trổ tài là được rồi. Giờ mình sát cái này ra, cái lát em đập dập á, cho vô cái thau luôn. Nó khử mùi hôi á. Với cái phần này thì cô Mon nó cũng có rửa lại bằng nước rượu á, nó cũng sạch rồi. Như nó thật cũng không ấy nhiều á. Này mình cho vô phim. Nó cũng bớt cái mùi rồi. Có mấy cái gừng này vô á, cái nát cái nó thơm. Đập chuyên nghiệp á ha. Đập sao vẫn còn nguyên. Để anh và anh đi qua bắt cái bếp không mọi. Dạ. Rồi nó chín hết rồi nè anh. Nãy giờ cái này mình luộc cho nó chín luôn nha cả nhà. Giờ mình lấy vô đây, bỏ vô cái nước lạnh nè. Nước lạnh là lát tí nữa anh em mình xắt ra. Anh ngồi ở đây mà cái mùi gừng á, nó bay nó thơm á. Còn cái cuốn họng anh, cái này lát ăn giòn đó. Rồi lát anh cho quyến cuốn luôn á. Mặn, cuốn mặn lắm. Cái gan cũng chín nè. Dạ. Em là em thấy ăn gan đó. Rồi anh thấy thiếu rồi. Thiếu trái tim rồi. Trái tim sẽ mua á. Hết rồi. Còn mấy ngày không? Giờ anh em mình cho nó ra cái thau nước lạnh cho nó nguội á. Rồi cái anh em mình bắt cái nồi nước bèo lên nha. Cho nó qua đi. Em nhắc nồi xuống. Đây cho hành tím vô. Cái này cô Mon chế bằng hành tím nha. Cho nó thơm á. Hành tím vô cái bỏ xuống cái dầu nóng á, kèo nó bao mùi thơm kìa. Thôi nó thôi. Nó xèo lắm. Nấu được không anh? Được. Em tự tin lắm. Tự tin bao nhiêu phần trăm? 99%. Đó, cái này giờ cho cái mớ xương này vô. Đừng hầm lấy cái nước á. Cho vô để nó ra cái nước cho ngọt ha. Còn thiếu nữa. Thêm mớ tôm phơi nắng, tôm khô. Cho vô hết luôn. Cái này lát nó ra cho ngọt anh. Cho nó ngon nước lèo. Cái nước ngọt ai chịu gì nổi. Xong rồi cho thêm mớ của cải trắng của cải đỏ vô á, cho lát nó trong cái nước. Rồi vô. Cái này mình sắc bự bự này, cái lát mình nấu hầm lâu á, nó không có bị rụt. Giờ anh em mình để đây đi, cho nó sôi lên cái anh em mình qua nêm nếm á. Cái này cho thêm miếng nước nữa đi Mon. Dạ. Rồi bây giờ cô Mon sắc bao tử heo nha. Đó. Em sắc mà cái giòn á. Ở đây thì anh em mình cũng có cho ra cái thau nè. Hồi nãy nước á là cái anh em mình vớt ra cái thau. Cô Mon sắc cái này xong á, cái anh em mình cho qua cái dĩa con gà nè, xếp lên rồi lát anh em mình ăn. Thôi nó qua luôn. Thôi nhỏ nhỏ một tí đi. Chẻ ra đi Mon. Dạ. Cho nó dễ sắc. Nó khó sắc á. Nhịn đã anh. Ở đây thì ráng một tí nữa mình sắc cái gan luôn, cái ruột, cái cuốn họng. Thử không? Có thử không? Nhịn. Giòn đã mà. Khó chảy luôn. Cẩm tơ gì Mon? Chung sạn mút. Cái này thì anh em mình cũng có niêm nếm rồi nè. Đó, rồi cái anh em mình cũng có cho mới huyết vô á. Có cái nước, có cái củ cải vô, cái nước nó trong hả Mon? Thơm quá trời luôn. Thơm quá trời luôn hả? Rồi giờ để em trụng cái này nha. Cái này thì anh em mình trụng á. Thêm tí nữa trụng Mon. Cho nó chín á. Cái hủ tiếu này á, thì anh em mình ăn cái hủ tiếu không cần trụng nha. Rồi giờ anh ăn mấy cục nha. Ôi, những cục heo đã không? Cho thêm 2 miếng huyết nữa. 2 miếng nữa hả? Đó. Rồi miếng của cải trắng, của cải đỏ nè. Cho nó đủ cái thứ á. Rồi cho nước vô đây mà. Vừa thôi, để lát cái mình còn xếp á, thêm miếng nữa đi. Nóng không? Nóng rồi. Ôi, đã. Đó, anh nhìn rồi mấy con tôm đó, nó nổi lên kìa. Nổi quá trời. Giờ để cô Mon trộn cái này nữa. Cái mút la tô rồi, cái anh em mình lên thưởng thức nha. Cho cục thịt bự bự Mon. À, cục bự nè, trời ơi, cục này chà bá luôn. Có thêm mấy con tôm đi heo nữa. Cho thêm 2 cục huyết. Bữa nay là mình thưởng thức trước nha cả nhà. Thưởng thức cái món của cô Mon làm nè. Chấm điểm cho em nha. Chấm điểm luôn hả? Để anh cho mấy cái này vô nè, cho nó ngon. Cái tô hấp dẫn cả nhà. Đây có hành với ngò lý anh cho vô thêm á. Cho vô cho nó đủ màu. Xanh xanh đỏ đỏ. Với ở dưới quê anh em mình á, ăn cái hủ tiếu á, là mình ăn với cái củ cải trắng này nè. Đó. Cái củ cải trắng với củ cải đỏ mình ngâm á. Dưới đây mình cũng có cho tí nước tương vô nè, để ăn kèm á. Cho thêm miếng hành phi vô cho nó ngon. Rồi. Rồi để anh trụng lên cái. Rồi mời cả nhà nha. Ăn thêm này nào. Vừa mình hết sảy luôn cô Mon ơi. Bên này cũng... em nấu mà em tự tin ghê. Ở đây mấy nè của ship lại cái dĩa này nè. Lát này là thiếu rồi gấp thêm. Cái này là bữa nay cô Mon nấu cái món này là hủ tiếu lòng heo nha, mà có xương nữa. Cái xương nó để hầm lấy cái nước á anh. Chịu không nổi luôn. Này cho hành phi với ngò lên ăn. Nó thơm. Đúng, chó ngon. Mà cái tô vậy chất lượng rồi. Đủ mở tiệm bán rồi. Chưa. Cái này phải nấu cho anh ăn vài lần nữa mới được. Cái chén củ cải á. Ngon, ngon này à. Ở mình á, thường hay ăn hủ tiếu á, cái mình thích nhất ăn á mà có củ cải trắng, củ cải đỏ nè, ăn cũng ngon á, chấm vô nữa. Vậy nhà ngâm một hũ cái mỗi lần ăn hủ tiếu cái muốt vô bỏ đúng không? Vô ăn mà. Dạ. Cái này nãy anh gấp nó hơi nhiều á, cái nó trộn không có đều, lát hết đi rồi đó. Thôi nhìn về giá được rồi. Lát mình ăn gấp nữa. Ở đây có mấy cuốn họng heo nè. Mấy cái đó mới giòn. Cho thêm mấy cái này vô nữa. Cho mấy này vô cho nó thơm nữa. Ăn này giống như cháo lòng vậy đó. Nó đủ luôn á, có huyết nữa nè, đủ thứ rồi anh Đạt. Ai bán tô này nhiều chứ. Có xương heo nè. Thì một tô nhiều. Xin mời cả nhà nha. Ai nấu mà ngon dữ trời. Người cô Mo nấu. Có mấy củ cải vô nó ăn nó giòn á. Đúng rồi. Ngon. Với cái nước của cô Mo nãy nấu á, nó ngọt cái nước với nó ngon. Với cái hủ tiếu này không, anh em mình trộn nó không có bị chua nữa. Để em thử cái cuốn heo, cuốn họng chứ. Bán cho anh Tơ rồi. Hồn nguyên một nồi luôn. Ăn miếng thử miếng thịt này được chưa mọi? Đó. Dạ. Cái thịt này nãy ngay chỗ cái cuốn họng á. Đúng không? Đúng là ngon mà. Bữa nay cô Mon bán cho cái tô quá trời thịt luôn, quá trời lòng heo luôn. Còn nguyên một dĩa luôn. Có cái củ cải vô á, cái nồi nước lèo của mình á, cái nó trong cái nước luôn thấy không? Dạ. Anh làm mấy miếng bao tử nè. Bữa này dính. Nó mặn. Ép cái kia mặn. Giờ nó dính. Đây, muối cho anh tôi nè. Bán thôi cho chó. Ở đây để em gắp cho anh mấy cái miếng ăn. Cho em 2 miếng gan luôn. Mấy cái bao tử này, cái này ngon. Nó giòn, nó ngon. Dạ. Đây. Rồi được rồi, để đó mình ăn mình gắp. Nhiều quá cái mình trộn không có lên á. Đó, cho mấy vớt này vô. Xin miếng không? Cho miếng luôn. Cho nó cay cay á. Em cho mốt miếng hành phi nè. Ôi, ở ngoài đồng mà ăn cái tô hủ tiếu vậy là hết sảy luôn cả nhà. Cái này nè, múc cái này vừa nè. Hồi nãy cái tô kia á, mình bỏ nhiều á, cái nó bị tèn ra. Nó trộn cũng không được, đúng rồi. Ồ, cái tô tiếu rồi cả nhà. Gió thổi mát. Cái hủ tiếu này á, mình thường hay nấu là hủ tiếu gà nè, hủ tiếu giò heo nè, rồi hủ tiếu lòng heo vậy nè. Nó làm cái món nào cũng ngon á. Nước lèo thì mình nấu kiểu như giống cu mon nãy á, bỏ xương vô á, cho nó ra cái nước cho nó ngọt. Thường thường ha, mình có bỏ biết gì nữa không? Mật á, mật vô bỏ vô nước lèo á cho ngon. Nó cũng ngọt luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Tôi muốn bỏ luôn. Ăn cho đã. Thấm nước vô đã. Đem nào thịt. Ăn tròn. Mấy cái bao tử heo á, ăn nó giòn không? Dạ. Đã. À, nó gấp. Còn nhiều. Tôi đổi chét luôn. Nên thử cái phèo nha. Phèo này mới làm á, nó không có cái bị đắng. Nãy giờ ăn đâu có đắng đâu. nó làm nhẹ thôi, không bị hôi không. Dạ. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like và đăng ký cho cả nhà.